Rồi, lại nói đầu tiên cho em xin chào và mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng máy cưa xích của Thành Hợp nha. Thì hôm nay em Nhanh có lên cho mình một cái lô cưa xích 10 máy nha. Đó, tên của em là Nhanh, thì tên ông xã em thì Thành Hợp, cho nên anh chị mình muốn kêu máy tên gì đó thì mình kêu. Thì bên em á, ngoài bán hàng trên mạng như vậy thì bên cửa hàng của em cũng có máy sẵn sàng cho anh chị chú bác đến nơi để mình tham khảo và lựa máy nha. Thì địa chỉ của em Nhanh là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Đó, cho nên anh chị chú bác mà mình có dự định mình đến nơi để mình xem máy coi cây nào nó ngon lành đẹp phù hợp với gia đình thì mình có thể đến tận cửa hàng để mình xem. Em ở tại chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư hồi xưa đó. Và bây giờ thì hôm nay em Nhanh có lên cho mình luôn cưa 10 máy chẳng nghe em, một cây cưa mini. Cưa này là cưa gia đình máy nhánh đồ ha, để cầm. Thứ hai là một cây cưa Gyubi, tay dài gọn gàng. Thứ ba là một cây cưa Echo trắng, mình sang lớn ở phía sau hot hit nha mẹ. Và kế tiếp là một cây Makita BE33. Kế tiếp là cây Hitachi 35 ha. Rồi, xuống dưới đây thì là Gyubi 3500, chạy dòng của con tôm Mitsu nha. Cái này thì Optin 170 nha mẹ. Cái đó là cây Shinewa 350 ha. Kế tiếp là Shinewa 400. Đó. Và cái cuối cùng bên em là Xenon Komitsu G370. Phiên bản có trợ lực đồng đứng nha. Đó, anh chị chú bác xem kênh, thấy kênh máy em đa dạng chất lượng. Cho em Nhanh xin một nút like. Khách nào mà mình chưa nhắn đăng ký kênh thì mình nhớ nhắn vô đăng ký kênh ha. Rồi, số điện thoại đi chốt đơn bên cửa hàng em nè. 0913136620. Đó, số này hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy hỏng hóc và đặc biệt có Zalo, Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp ha. Thì em bán hàng như thế này là em nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước nha em. Và hàng tới nơi anh chị chú bác được tháo ra, được test nổ, cưa cây, cắt cây đồ nổ ngon lành đúng máy đúng hàng, không bị vỡ phải nhận hàng ha. Và đặc biệt là em Nhanh bán hàng, em Nhanh không có lấy cọc. Cho nên anh chị chú bác mình cứ mạnh dạn chốt đơn đi rồi thử hàng rồi đúng máy đúng hàng hay nhận hàng. Và em Nhanh nói luôn, không lấy cọc thì không lấy cọc, nhưng mà anh chị chú bác mình coi cho kỹ mình hãy chốt đơn nha. Chứ đừng có gấp vội vã chốt xong rồi tới chỗ rồi không nhận hàng này kia nó lu bu lắm. Rồi một cây cưa mà em Nhanh báo giá là em Nhanh đã bao ship kèm phụ kiện 4 món nha. Cho chị một cái dít chỉnh xăng nha. Đầu tiên em cho là một cái dít chỉnh xăng, thứ hai là một cái bao lam gin, thứ ba là một cái dũa và thứ tư là một cái tiếp mở bogey ha. Đó, và một cái cưa mà em Nhanh cho đi á, là trước khi cho đi em Nhanh sẽ đưa vô cắt cây tải đồ ok chỉnh cho anh Ti đàng hoàng mới cho đi nha. Cho nên mấy anh về mấy anh đừng có căn chỉnh gì lại hết á. Còn mấy anh không có thích cái gì đó, mấy anh muốn căn chỉnh thì mấy anh điện cho bên shop, là bên shop chỉ cho mình căn chỉnh nha. Và khi mà cho hàng cho đi là em Nhanh sẽ còn để nhớt lam nha em anh. Mấy anh chỉ việc đổ xăng pha nhớt vô thì mấy anh thử thôi. Đó, thì đây là nhớt mà em Nhanh bán nữa nè. Và tỷ lệ xăng pha nhớt đối với cưa xích là 1 lít xăng mà anh pha dùm em 60cc nhớt hai thầy ha. Và nhớt em Nhanh bán nó có cái miêu là 20, 40, 60 nè. Đó, mấy anh lượng số 60 dùm em. Đó, bóp nhớt thì nó sẽ qua đây và nó xuống đây, nó lên này ha. Đó, mấy anh pha như vậy máy chạy nó sẽ bốc hơn nha em. Rồi giá mà em Nhanh báo giá là em Nhanh đã bao ship đầy đủ rồi đó nha em. Em Nhanh không có lấy cọc nha, cho nên mấy anh cứ việc chốt đơn đi. Rồi cho địa chỉ cụ thể thì em Nhanh gửi hàng thôi. Rồi, bây giờ thì em sẽ nhờ thợ test nổ hoa cưa. Đó, mấy anh nghe tiếng máy nổ cây nào phù hợp với gia đình mình chốt ha. Đầu tiên là một cây G dòng Komitsu nha. Cưa này nhìn là thấy biết nhẹ nhàng rồi đó. Có 3kg 2 có xăng và nhớt luôn nha em anh. Chiều dài cái lam là 2 tấc 6 50. Làm dễ chung. Sắp lại hả? Ai kêu ạ? G xong Xenon Komitsu ha. Mấy anh mà định kiếm một cái cây cưa mà mình mé nhánh tỉa cành hay gì mình hai vợ chồng mình cưa đó, cưa tay nó lâu đó ha, anh lấy cái này đi,
cưa cho nó đỡ tốn sức khỏe, mà anh chỉ việc lít xăng thôi là cưa từ sáng tới chiều luôn, rất là tiện lợi ha. À, cái này thì sử dụng này là sử dụng xích chuột nha, lam siêu nhẹ nghe anh, cái lam nó như là cái dao ngắn vậy thôi đó. Cái này thì nắp xăng pha nhớt nằm phía trên, nắp nhớt lam nằm phía dưới nha. Máy này chạy nhẹ nghe anh, có vú bơm phụ nữa nè, bình xăng lớn nằm phía sau. Rồi le nè, gió nằm ở phía sau ha. Là e này sử dụng e tự động luôn, quá tiện lợi. Công tắc thì nằm ở đây ha. Có đồ chặn xích nữa nè nha. Mã này chốt cho em nhanh, mã R1 34 ly 1.700.000 đồng. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Rồi G310. Hai. Chiều dài cái lam là 3 tấc rưỡi 50 ha. Một cái máy em test nổ báo giá đồ cân nặng cụ thể cho nên anh chị chú bác coi cho kỹ giùm em nha. Đó. Cưa tay dài nha em. Có vú bơm phụ nè. Đó, e gió nè. Đóng e thì mình kéo nó ra. Mình kéo nó ra xong rồi mình giật nổ, nổ không nổ gì mình cũng mở e là mình đẩy nó vô cho nó thông gió và chạy ha. Đó. Cái nắp phía trước là nắp xăng hoa nhớt nha. Nắp phía sau thì là nắp nhớt lam. Cái này thì nó cũng có giữ ga lớn luôn nha anh chị. À. Đó. Tắt nè. Mở là mình đẩy lên ha. Trong bụi còn khá dày và đẹp nha. G310 Xenon Komatsu. Có chặn xích này ha. Con ốc nó còn đẹp sáng nha em. Cái này thì nó cũng sử dụng xích này, xích chuột nữa nè. Mặt tiền quá đẹp. Mã này chốt nha em nhanh. Mã R2 36 ly 1.800.000 đồng ha. Ha. 3.8 kg nè. Đó, căng lam dài 3 tấc 3 nè. Nhỏ mà có vỏ ha. Ưu điểm đầu tiên của cây cưa này là một cây cưa tay cục hay chua trắng ha. Đó. E nó nè mẹ. Đó. E gió nằm ở đây ha, anh đóng e nè, mở e để xuống gì giùm em nha. Đó, cái này sử dụng xích 91 nha. Lam còn đẹp dày dặn nha mấy. Chặn xích nữa nè. Phiên bản này chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng ha em nha, bán rất là đắt hàng những cái dòng Echo như thế này. Bình cái nắp phía trên là nắp xăng hoa nhớt, nắp phía dưới là nắp nhớt lam ha. Bình xăng lớn thì nằm phía sau có dấu bơm phụ nè. Công tắc nằm ở đây, đẩy xuống là tắt. Đẩy lên là mình mở nha. Và đặc biệt có khóa xích ha. Cho nên mấy anh nào mà leo chèo mấy nhánh thì thích dòng khóa xích thì mình lấy cây này. Chốt cho em nhanh mã R3 2 triệu nha. 36 ly 2 triệu cho cây chua trắng. Rồi cái đó là cây Makita nữa nè. Lam dài 4 tấc ha. Một cây cưa Makita Bia 33 nha em. Đó, cây này thì nó có trợ lực nha. Đó. Rồi có khóa xích nè. Đó. Có giữ ra lớn nè nha em.
giữ ga lớn là như thế nào em nhanh hay nói hoài đó. Giữ ga lớn có nghĩa là mấy anh cưa cây mà mấy anh bóp hoài, như dịp cưa nhiều là mình bóp hoài mình cũng mỏi tay phải không? Mấy anh bóp cái này vô giữ cái này lại là cưa lớn, là để nó cứ giữ ga lớn suốt. À, thì mình chỉ tập trung cưa cây thôi. Mình công tắc nó còn cái miếng nhựa nữa nè. Đó, bóp đã tay luôn. Cái này thì nó có vú bơm phụ ha. E gió nè. Đó. Cái nắp này là nắp xăng pha nhớt nha. Ở phía trước nắp màu đen, ở phía sau là nắp nhớt lam nha em. Mấy anh nhìn giùm em những con ốc đó nè, vàng quá đẹp ha, có khóa xích rồi luôn. Cái dòng này thì nó sử dụng xích này là xích 91 nha. Cái lam còn chữ Makita luôn, quá đẹp nha em. Đó. Mã này chốt giùm em nhanh, mã R4 37 ly giá 2 triệu nha. Nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Rồi cái đó là cây Hitachi nè. Một cây cưa Hitachi. Công suất là 35cc. Đó, nòng nó là 38 ly nha. Thông số nè. Công tắc nè mấy anh. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Và đặc biệt là nòng lớn chạy cực kỳ là khỏe nha. Đó, máy đẹp sáng nha. À, này thì cái lam nó còn mặt cắt còn dày dặn nha. À, sử dụng xích này xích 91. Con ốc tăng đưa dây xích dây sên nó nằm ở trên lam luôn đó, anh em thấy đồ còn đầy đủ ha, có vú bơm phụ nè. Rồi đặc biệt là e gió nó là e tự động nha, mấy anh đóng e mấy anh kéo ra, mấy anh giật máy nổ không nổ vậy mấy anh cũng mở e giùm em là bằng cái bóp cò đó. Nếu mà nó nổ rồi thì mình bóp cò hoài luôn đó, còn chưa nổ thì mình giật nữa giùm em một hai phát ha, là nó sẽ nhảy nổ thôi đó. Thì cái dòng máy này thì cái xăng pha nhớt nó nằm phía sau, nắp nhớt lam nó nằm phía trước ha. Đó, mã này chốt giùm em nhanh là mã EG5, nòng 38 ly giá là 2.300.000 đồng. Rồi cái đó là Ryobi nè. Lam này dài là 4 tấc ha. Một cây cưa Ryobi 3.500. Công suất 35cc, nòng 38 ly ha. Đó. Phiên bản này đẹp lắm nha em. Cái này chụp giật nó có trợ lực ha. Đó, phiên bản này nó có trợ lực nè. Chụp rất là nhẹ nha em. Ryobi này chạy cực kỳ là lợi xăng ha. Cái nắp màu đen là xăng pha nhớt, nắp màu xám là nắp nhớt lam nha. Công tắc nó nằm bên đây. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Có vú bơm phụ nè, e gió nè. E này đặc biệt sử dụng e tự động luôn nha. Đó, nồng đứng. Đó. Lốc máy nè. Ngắn chân quá đẹp, thông số đồ đầy đủ ha. Và đặc biệt cái này thì sử dụng xích này xích 91 nha. Làm theo máy làm zin luôn. Mới nhìn mực tiền đó nè, quá đẹp. Giật nhẹ nhàng, mã này chốt cho em nhanh, mã R6 38 ly, 2.600.000 đồng ha. Cái đó là ấp tên.
này 4 sắc 50 ha. Một cây cưa Austin, cưa phiên bản của Đức sản xuất tại Nhật nha em. Đó. Xuất xứ Đức nha. Ưu điểm đầu tiên là nó có trợ lực ha. Cái ưu điểm thứ hai là phiên bản này nó có khóa xích. Đó, bây dòng này bán cực kỳ là chạy, nồng nướng là nó không dụng lắm nha. Cái này thì cái nắp nhất lam nó nằm phía trước ha. Nắp xăng pha nhớt nó nằm phía sau. Đó. Công tắc với e gió thì nó nằm cùng một chỗ nè. Mình giật máy nó nổ rồi tắt máy nè, mở nè. Đóng e thì mình bóp cò xuống mình đóng e nha. Xong rồi mình mở e, bóp cò nữa là nó nhảy mở e hoàn toàn, bắt đầu là mình sử dụng thôi. Đó. Rồi cái cây Austin này là chốt cho em nhanh, mã R7 nồng 38 ly. Giá là 3 triệu ha. Rồi. Cái lô chính chị và cái lam này là 4 tắc 7 ha. Cưa xin đây qua 350 nha mấy anh. Đó. Chạy chuẩn nha, hai mé nhánh tỉa cành hạ cây đứng vô tư, công tắc nằm phía sau máy ha. Công tắc này giữ ra lớn rồi đầy đủ nha. Đó. Rồi đặc biệt thì cái le gió nó nằm bên đây, đóng e mở e nè. Cái này thì nắp xăng pha nhớt nó nằm chỗ này, nắp nhớt lam nó nằm phía dưới nha. Mặt tiền còn cực kỳ là đẹp nha anh, sáng quá trời sáng luôn. Sư gỗ đồ đầy đủ nha. Cái này nè, sử dụng lam Latin luôn ha. Cái lam còn chữ xin đi qua nè, mờ mờ ảo ảo nè. Cái này thì sử dụng xích chuột nha. Đó. Quá đẹp, quá trời đẹp luôn cái cơ này luôn nha anh. Rồi mã này chốt cho em nhanh, mã EG8 38 ly 3 triệu 400 ngàn đồng nha. Cái đến là xin đi qua 400 nè. Xin đây qua 400. Đó. Đẹp sáng ha. 400 là ngày mấy anh, công suất 40cc nồng 40 ly. Cái nắp xăng pha nhớt thì nằm phía sau, nắp nhớt lam nằm phía trước ha. Made in Japan nè mấy anh ha. Tắt nè, mở nè, giữ ra lớn đồ đầy đủ nha. E gió nè. Đóng e, mở e đẩy vô nha. Cái máy này mấy anh là nó chỉ bị cái nó chốc nước sơn ở đây thôi ha. Đó, nó chốc nước sơn nhẹ ở đây thôi. Chứ không có bị cái gì hết á. Sữa gỗ nè. Mã này chốt cho em nhanh, mã G9 đồng 40 ly 3 triệu rưỡi nha. Kilo 3. Chiều dài cái lam 4 tắc 6 nha mấy anh. Một cây cưa Xenon Komitsu G370 ha. Đó. Cái dòng này thì nắp xăng pha nhớt nó nằm phía sau nha. Nắp nhớt lam nằm phía trước nha mấy anh. Biết giờ dòng máy này nồng nồng đứng mà máy này có le tự động nè. Đó, chạy khỏe nữa. Đó. Cái này thì lam nó có tản nhiệt luôn ha, sử dụng lam Latin mà lam tản nhiệt. Cái này xích 325 nghe em. Đó.
Dòng này thì chốt giùm em mã RM, giá là 3.600.000 đồng nha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Rồi, chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt ha.